Kính thưa đồng bào quý mến, giờ đây là 7 giờ 30 tối ngày 24 tháng 12 năm 2013. Chúng tôi có mặt tại tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ và cũng như thường lệ, ngày hôm nay là ngày chúng tôi clean up tại nơi đây và thay thế bông cũng như tưới nước bông để cảm tạ Thiên Chúa Giêsu và cùng hàng triệu linh hồn của những anh hùng chiến sĩ đã hiện ra tại nơi đây trên nền trời. Và chúng tôi cũng dự đoán, vâng, ở đây là có 4 bình bông, thì giờ đây là 2 bình bông đã khô, đã héo rồi, thành ra những người dọn dẹp ở đây người ta đem đi chỗ khác và còn chừa lại 2 bình này cũng cần tưới nước. Và chúng tôi đem tới đây 2 bình bông mới và thêm một bình bông nữa ở ngoài xe, tôi sẽ đem vào và chúng tôi sẽ thay thế cũng như để thêm đây, tại vì 2 bình này còn tốt và chúng tôi sẽ tưới nước thêm cho 2 bình này. Và thưa đồng bào, nơi đây 10 phép lạ vĩ đại đã hiện ra trên nền trời thuộc thành phố Westminster, California 92683. Và linh hồn của những hồn chiến sĩ yêu cầu chúng tôi để hình ảnh của quý ngài tại nơi đây cùng hình ảnh của Thiên Chúa Giêsu và hình ảnh ông bà tổ tiên chúng ta trong tương lai. Chúng tôi cần để đây tại vì theo lời yêu cầu của hàng triệu triệu linh hồn của những anh hùng chiến sĩ. Tôi thiết nghĩ là tại sao cá nhân tôi có mặt ở đây và được sống đến ngày hôm nay. Chúng tôi vô cùng cảm ơn Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng, Cha Trời Giêsu và hàng triệu triệu linh hồn của những anh hùng chiến sĩ đã hy sinh và ban cho chúng tôi có sự sống. Tại sao không phải là những linh hồn của những anh hùng chiến sĩ này, có mặt tại nước Mỹ và đang sống ở đây cũng như chúng ta, mà lại là chúng ta là những người còn đang sống và những anh hùng chiến sĩ này đã hy sinh cho chúng ta được sống. Đồng bào có để ý điều đó không? Vâng, thưa đồng bào thân mến, linh hồn của hàng triệu triệu linh hồn của những anh hùng chiến sĩ đã hiện ra tại nơi đây trên nền trời do hồng ân của Thiên Chúa Giêsu ban cho. Bởi vì chúng tôi cầu nguyện trong ơn và danh nghĩa của Thiên Chúa Giêsu và Thiên Chúa Giêsu đã cho tỏ hiện ra trên 10 phép lạ tại nơi đây để dẫn dắt nhân loại qua khỏi thời tận diệt đang bắt đầu xảy ra. Mà đồng bào nên nhớ rằng chỉ có Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng là đứng duy nhất mới có thể cứu rỗi chúng ta mà thôi. Tất cả những tôn giáo làm lành đánh dữ đều dạy bảo chúng ta là phải tôn thờ Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng, có danh xưng là Đức Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng, hoặc là Thượng Đế, hoặc là Thiên Thượng, hoặc là Chúa Cha, cũng đều là một danh xưng của Tổ Trời mà ra, đó là Đức Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng, nhớ cho rõ. Và tôi nhắc nhở là không một ai được quyền bất kính đối với những hình ảnh phép lạ tỏ hiện ra tại nơi đây mà chúng tôi để tại nơi đây theo lời yêu cầu của hàng triệu triệu linh hồn của những anh hùng chiến sĩ. Nhớ những gì tôi nhắc nhở. Và đồng bào cũng cần được biết là tất cả nhân loại chúng ta cần sám hối gấp, chứ không phải riêng gì về bất cứ một chế độ nào hay một cá nhân nào. Nên nhớ điều đó. Những người cộng sản cần sám hối gấp, những người tự do quá trớn cần sám hối gấp, những người khủng bố cần sám hối gấp, những kẻ tội lỗi cần sám hối gấp. Và kính thưa đồng bào thương mến, đồng bào nhân loại quý mến, tất cả nhân loại chúng ta đều là những người có tội. Nhớ, bởi thế chúng ta cần nhắc nhở cho nhau là hãy mau mau sám hối gấp, cậy trông vào phòng ân của Thiên Chúa Giêsu, ngõ hầu chúng ta sẽ được cứu rỗi. Nhớ những gì tôi vừa nhắc nhở theo lệnh của Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng, cùng ông bà Tổ tiên Thánh Thần Phật Việt chúng ta và cùng hàng triệu triệu linh hồn của những anh hùng chiến sĩ hiện ra tại nơi đây trên nền trời bảo tôi nhắc nhở và phán bảo như thế. Và giờ đây xin cho tôi được tạm ngưng để tôi bắt đầu thay bông và tưới nước tại nơi đây, bởi vì ngày mai là ngày Merry Christmas, ngày 25 tháng 12 năm 2013 là ngày mai. Hiện tại bây giờ là ngày 24 tháng 12 năm 2013. Giờ này là giờ 7 giờ 35 phút tối.